Chào các bạn, tôi là Mackie Chen. Nước ở xung quanh chúng ta thích ngắm nhìn nước, chúng ta thích nô đùa trong nước, và chúng ta không thể sống thiếu nước. Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta không xem nước như một thứ chất lỏng thông thường? Sẽ ra sao nếu như nước không phải thứ vô hồn? Sẽ ra sao nếu nó có sự sống và phản ứng trước mọi suy nghĩ cũng như cảm xúc của chúng ta? Khoa học gia người Nhật tiến sĩ Masaru Emoto đã tiến hành một cuộc nghiên cứu sâu rộng về nước trên toàn thế giới, không phải với tư cách là nhà nghiên cứu khoa học, mà từ quan điểm của một người suy nghĩ độc lập. Ông thấy rằng, dưới dạng tinh thể đóng băng, nước đã cho ta thấy được bản chất thực của nó. Tiến sĩ Emoto đã tiến hành các thí nghiệm, trong đó ông cho đóng băng nước cất và quan sát chúng dưới kính hiển vi sau khi cho nước tiếp xúc với những thứ như âm nhạc, từ ngữ, hình ảnh và ý niệm. Kết quả thu được thật đáng ngạc nhiên. Ví dụ, đây là tinh thể nước cất chưa qua tiếp xúc với bất kỳ yếu tố nào và trông như hình lục giác thông thường. Sau khi cho nước nghe nhạc của nhạc sĩ Beethoven, nó đã thay đổi thành một tinh thể phức tạp và tinh tế như thế này. Và với những ai hâm mộ ban nhạc Beatles, đây là tinh thể nước trông như một bông hoa sau khi nghe bài Imagine của John Lennon. Còn đây là hình dạng một tinh thể nước sau khi được nghe nhạc của Bach và nhạc múa dân gian Kawachi. Thật đẹp đúng không? Nhưng khi nước được nghe một bản nhạc rock nặng, nó đã không hình thành tinh thể. Nó chỉ trông sần sùi và thô ráp như bề mặt đá. Cái sau mới thực sự thú vị, khi nghe bản nhạc Khách sạn Trái tim tan vỡ của Elvis Presley, tinh thể nước đã tạo thành hình dạng thế này, trông như một trái tim tan vỡ. Sau khi thu được những kết quả thú vị từ âm nhạc, tiến sĩ Emoto đã nâng thực nghiệm lên cấp độ khác bằng cách cho nước thấy các chữ khác nhau. Đây là các tinh thể nước sau khi cho thấy những từ như cảm ơn, yêu thương và trân trọng, chân thật và vĩnh cửu, tất cả đều đẹp, đặc biệt là dạng tinh thể của từ vĩnh cửu, trông như một tinh thể lồng trong tinh thể. Nhưng khi đưa các từ này cho nước như mi khiến ta ghê tởm, ta sẽ giết mi và Adolf Hitler, thì tạo thành các tinh thể nước như thế này. Như bạn thấy đấy, các tinh thể nước khi tiếp xúc với những từ ngữ tích cực có hình dạng cân đối và trông đẹp mắt hơn nhiều so với khi tiếp xúc với những từ ngữ tiêu cực. Nếu như bạn thắc mắc, liệu phản ứng của nước chỉ giới hạn với ngôn ngữ là tiếng Anh hay không, thì tiến sĩ Emoto đã lặp lại thí nghiệm với các ngôn ngữ khác nhau và cho ra kết quả tương tự. Còn một điều nữa cũng thực sự thú vị, là lời cầu nguyện cũng có ảnh hưởng tới nước. Đây là tấm ảnh chụp tinh thể nước lấy từ đập nước Fujiwara vốn bị ô nhiễm. Còn đây cũng là mẫu nước đó sau khi đã được niệm kinh Phật. Tiến sĩ Emoto cũng muốn xem hình ảnh có ảnh hưởng gì tới nước không, và thực sự là có. Các tinh thể đẹp được hình thành khi những bức ảnh chụp mặt trời, thác Niagara và cá heo được cho tiếp xúc với nước. Và cuối cùng, thí nghiệm hay nhất, liệu nước hiểu được suy nghĩ của chúng ta? Ý niệm của con người có sức mạnh làm thay đổi các phân tử nước. Tiến sĩ Emoto và nhóm nghiên cứu đã tập trung suy nghĩ tích cực vào nước trong vài tuần, và các tinh thể nước đổi dạng vô cùng đẹp. Nhưng khi họ tập trung vào các suy nghĩ xấu hướng vào nước, kết quả là tinh thể bị biến dạng hoặc chẳng giống tinh thể chút nào. Như các bạn đã biết, nước bao phủ 70% bề mặt trái đất và chiếm từ 50 đến 70% cơ thể người. Nếu các thí nghiệm này là chính xác, thì thử nghĩ xem, nước bên trong cơ thể chúng ta cũng có thể chịu tác động bởi từ ngữ, âm nhạc và thậm chí là suy nghĩ. Chẳng hạn khi ăn tối cùng gia đình, bạn cảm thấy được yêu thương. Nhưng giả sử bạn ở thành phố New York, trong giờ cao điểm, bạn có thể thấy bực bội và oán giận. Điều đó có thể là vì ở mức độ cơ bản nhất, nước trong cơ thể của bạn đang phản ứng với trường cảm xúc hoặc ý niệm xung quanh bạn. Nên về cơ bản, chúng ta có năng lực chuyển hóa bản thân bằng suy nghĩ của chính mình. Nhưng không chỉ vậy, chúng ta còn có khả năng thay đổi người khác ở thế giới quanh ta. Nếu bạn tin vào kết quả của những thí nghiệm này, thì có lẽ khi mà tất cả chúng ta trở nên tích cực với những thứ xung quanh, điều đó có thể sẽ khiến cả thế giới về căn bản trở nên tốt đẹp hơn. Hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn bằng cách bình luận bên dưới. Bạn có tin rằng nước có sự sống? Bạn có tin rằng lời nói hoặc kể cả suy nghĩ của chúng ta có thể tác động đến nước, thậm chí cả nước trong cơ thể? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại!